chào cả nhà, em chào các cô chú anh chị nha. Hôm nay em thấy cái đè chỗ này nó ngon quá cả nhà ơi, nước nhiều quá với nó cũng nhiều bèo cám. Em thấy trong mé nó có nhiều cái hang lắm, hang của cá lau kiến á. Nên bữa nay em quyết định là sẽ giăng lưới ở đây. Coi là ở đây có cá nhiều giống như cái đè ở mé bên kia hôm trước không nha. Rồi bây giờ cả nhà theo em coi em giăng có cá không đi. Nước ở đây cũng sâu quá. Em dọn bớt, dẹp bớt cỏ này. Cỏ với một bình đó. Ở đây được dân được dân xa hơn đúng rồi. Cái đường mương bên đây nó rộng hơn ấy. Cho cả nhà xem hai con cá. Cá to này cả nhà, hai con, ba con. Sao bước xuống nước hay bị dập bẻ ta? Trong á, trong cái hang á. Ý, mò. Vô đó mò đi. Hai ba con trong đó luôn kìa. Thử đi, thử ra đây mò cả nhà ơi. Em thấy trong bé này nó ụt quá trời, giòn giòn đây luôn nè. Ui. Nó rồi đó. Có cá lau kiến nha nhà. Dạ. Dạ. Em lôi nó ra được rồi. Ui, cứng ngắc luôn. Cũng bự luôn đó. Ra đi, ra đi. Wow. Con cá bự cho má luôn. Còn bên kia nữa, bên kia thấy có cái hang nữa. Này đúng là cá bự luôn nè. Đã quá cả nhà ơi. Trời trời nó nhảy à. Còn nữa. Còn ở trong đây nữa. Cá gì nó chạy vô nách thôi. Sao ở trong đây dữ vậy ta? Muốn hồn chưa? Muốn. Được con nữa rồi nè. Cũng bự luôn. Hên luôn. Con mũi. Có mũi vậy ta? Ui. Cá khủng. Cả nhà xem nè. Ủa. Đi chưa? Thôi em lại lại. Rớt lên bờ xem chó đã chứ đây nó nhảy. Đây sợ nó nhảy. Giống như chỗ cái hang nào thấy nó ụt lại mò là có cá đó cả nhà.
10 con, 8 con bự, 2 con nhỏ. Trong này nãy thấy ục quá trời luôn nè. Thử coi có hang nào không.